thế ngày hôm nay là họ cũng có công bố liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, thì không biết là chúng ta sẽ có cái thông điệp và cái mục đích cũng như là cái phong kỳ trong cái khoảng thời gian từ đây đến tháng 4 năm 2024. Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh luật điện ảnh năm 2022 đã có hiệu lực từ đầu năm 2023, và đây là một điều kiện hết sức thuận lợi cho các địa phương được tổ chức liên hoan phim, và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi nhận được sự ủng hộ rất cao từ phía Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, từ Cục Điện ảnh và đặc biệt là từ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ đông đảo văn nghệ sĩ thành phố. Việc tổ chức liên hoan phim quốc tế là nỗi mong chờ không chỉ của những nhà quản lý, mà tôi tin rằng đó là một cái kỳ vọng và sự mong mỏi của đông đảo những nhà làm phim, các doanh nghiệp và các văn nghệ sĩ trên lĩnh vực điện ảnh cả nước. Hôm nay thì chúng ta tổ chức lễ công bố về việc thực hiện cái chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức liên hoan phim quốc tế, và khoảng thời gian sắp tới, khoảng còn 7 tháng nữa thì chúng tôi sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn. Đó là chúng tôi tiếp tục công bố quốc tế với liên hoan phim này, đồng thời là sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ khác, như là chúng tôi sẽ tổ chức giới thiệu liên hoan phim và thu nhận phim từ các nước về, đồng thời làm nhiệm vụ là tuyển chọn và gửi đi thực hiện thủ tục phổ biến phim. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng tranh giải. Thời gian cũng có thể gọi là không quá nhiều với khối lượng công việc như vậy, và chúng tôi cũng may mắn là có một đội ngũ các nhà tư vấn, các chuyên gia hàng đầu trong nước và những chuyên gia nổi tiếng của thế giới để hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác chúng tôi một cách rất đắc lực. Và chúng tôi rất vui mừng khi sự kiện này đã nhận được sự đồng hành từ Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và sự hỗ trợ rất tốt từ phía Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để Thành phố Hồ Chí Minh có thể tổ chức một liên hoan phim xứng tầm là một đô thị phát triển với thị phần điện ảnh gần như nhiều nhất cả nước. Và chúng tôi kỳ vọng liên hoan phim này lần đầu tiên tổ chức nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn 2 năm thì nó sẽ trở thành một sự kiện văn hóa, một sự kiện điện ảnh xứng tầm và đạt được những mục tiêu như chúng tôi mong muốn. Dạ. Thế thì có thể là thấy cái đề án đến năm 2020 của Văn hóa Việt Nam thông qua các bạn. Tôi cho là ở Hà Nội thì đã có cái liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Và bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thêm một cái liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một điều tốt. Nhưng mà tôi cho là sẽ đứng trước một cái thử thách và rất nhiều khó khăn để có được một cái liên hoan phim quốc tế thành công là một chuyện không hề đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều vấn đề, từ khâu tổ chức, từ khâu tuyển chọn mời các phim, cho đến ngay cái thành phần của ban giám khảo. Bởi vì như các bạn biết, có rất nhiều những bộ phim của họ lựa chọn các liên hoan phim họ đến. Họ lựa chọn các liên hoan phim có uy tín cho đi họ đến. Mà một trong những cái điều để mà có thể việc đầu tiên họ đến, phải thực chất phải là cái uy tín của các vị trong ban giám khảo. Bề dày của cái liên hoan phim đó, tiêu chí của cái liên hoan phim ấy, và đặc biệt là cái vị chủ tịch ban giám khảo. Cho nên tất cả các liên hoan phim thế giới người ta rất chú trọng vào cái ban giám khảo. Bởi vì người ta biết rằng cái ban giám khảo ấy nó có cái sự cân đong đo đếm, nó chính xác. Cái tầm nhìn về mặt nghệ thuật, cái tầm nhìn về cái sự phát triển trong nghề nghiệp thì sẽ mang lại cho họ một cái niềm tin hay không. Thì tôi cho là cái mà lần đầu tiên chúng ta làm thì chúng ta cũng đang đứng trước một cái thách thức và rất là gian nan đấy. Hy vọng chứ, vẫn hy vọng. Đương nhiên là tất cả nếu mà chúng ta có tâm, có tầm và chúng ta có khát vọng làm tốt, khát vọng làm cho hay cái liên hoan phim. Bởi vì xưa nay là vì rất nhiều năm nay chúng ta thừa biết là cái điện ảnh chính nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tất cả các cái giải thưởng thì của ta gần như ít có của Thành phố Hồ Chí Minh. Mà chủ yếu cái lực lượng sáng tác, lực lượng nghệ thuật, lực lượng làm ra tất cả các tác phẩm thì chủ yếu là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và lượng khách đông nhất của Việt Nam cũng nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta đã đăng cai tổ chức cái liên hoan phim quốc gia, liên hoan phim Việt Nam đầu tiên là năm 1977. Và Hội Điện ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm khoảng những năm 82, 83 thì cũng tổ chức một cái hội thi phim với cái cấp độ là chỉ là Hội Điện ảnh thôi, nhưng mà cũng rất là thành công.
thì điều đó, rồi những cái thành công khác về cái mặt sản xuất phim, rồi chiếu phim cho khán giả coi, doanh thu chiếu bóng, thì phải nói cho đến hiện nay thì thành phố luôn luôn là dẫn đầu ở cả nước về những cái mặt đó. Về cái xã hội hóa thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là làm rất là tốt. Và những cái rạp chiếu, những cái trung tâm mà chiếu phim cho khán giả xem, thay thế những cái cụm rạp mà nó đã lạc hậu rồi thì cũng là đứng đầu cả nước. Nhưng mà đến hiện nay năm 2022, 2023 và 2024 thì chúng ta mới bắt đầu triển khai những cái liên quan phim mà chính thành phố của chúng ta tổ chức. Thì nó cũng có một cái thuận lợi, tức là đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì luật điện ảnh mới có giá trị, thì cho phép các cái địa phương được tổ chức các cái liên quan phim, trong đó có cả liên quan phim quốc tế, các liên quan phim chuyên đề và không trùng với những cái liên quan phim quốc gia. Thì đó là một cái thuận lợi để thành phố của chúng ta tổ chức những cái liên quan phim. Và như tôi nói là cái thuận lợi nữa là chúng ta cũng là một trong những cái trung tâm điện ảnh lớn của cả nước, thì có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì chắc là có cái lúc này có thể nói là chín mùi để chúng ta tổ chức cái liên quan phim ngắn lần đầu tiên, và sắp tới năm sau là chúng ta sẽ tổ chức liên quan phim quốc tế. Và cũng hy vọng là đến năm 2025 chúng ta kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, thì chúng ta lại là đăng cai tổ chức liên quan phim quốc gia. Trời ơi, sôi động và cái sự mới làm mới. Mai mốt gì đi qua trao giải giọng cổ gì nữa nè. Dạ, Chủ nhật ạ, con cũng làm bằng. Cái sự làm mới cũng như cái sự nỗ lực của điện ảnh Việt cụ thể trong thời gian vừa qua, cô nhận định như thế nào về thị trường này? Với tư cách là một cái người làm hội đó, thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó, thì mình đã biết là một trung tâm điện ảnh của cả nước rồi, nhưng mà cái đặc trưng, cái tính cách của thành phố của chúng ta đó là năng động, sáng tạo, là một cái nơi mà phát xuất những cái phong trào quần chúng rất là lớn, như là nhà tình nghĩa, rồi phong trào thanh niên tình nguyện rất là nhiều, thanh niên xung phong hồi trước đây cũng vậy. Thì tôi nghĩ là cái điều đó cho thấy rằng khi mà chúng ta tổ chức những cái cuộc thi như thế này á, thì làm cho những cái người làm điện ảnh có thể có nhiều tác phẩm mình làm mới chính mình, tức là mình làm đạo diễn, mình quay phim, mình diễn viên, cũng là làm mới tác phẩm và làm sao để có một cái dịp mà chúng ta nâng cao chất lượng của những bộ phim để chúng ta đi thi, và thi thì dứt khoát là phải thắng, phải được giải, và có một cái điều kiện như thế này thì chúng ta sẽ trau dồi học tập kinh nghiệm. Chức năng nhiệm vụ của hội điện ảnh cũng là một cái, là chúng ta có thể là bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người làm nghề, rồi bồi dưỡng những cái kiến thức về nghề, kể cả cái tư tưởng chính trị, hay là bồi dưỡng lòng yêu nước, rồi những cái đề tài làm phim, rồi đặc biệt là hướng về khán giả, tức là những cái bộ phim làm sao mà để cho khán giả coi và khán giả thích, và những cái bộ phim đó sẽ càng ngày càng hay. Đầu tiên thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy có nhiều liên hoan phim, nhiều cái hoạt động về phim ảnh hơn ở trên khắp các vùng đất nước. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng điện ảnh là một cái bộ môn nó rất là dễ lan tỏa, nó đem lại lợi nhuận và nó có thể đi tới mọi nơi, mọi ngóc ngách của cuộc sống. Và cái điều vui nữa tức là chúng ta thấy cái chính quyền và những cái địa phương, cả các quốc gia của chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng của văn hóa sẽ rất là ảnh hưởng tới du lịch, tới kinh tế, tới đời sống. Thì điện ảnh là một cái bộ môn rất là đặc biệt, rất là dễ tiếp cận với mọi người, và nó cần một cái sự hợp tác của nhiều người. Cho nên là mình nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu vui đối với điện ảnh cộng với những cái hoạt động văn hóa ở Việt Nam. Dạ. Thế thì đưa anh là một người cũng khá là tâm huyết với nghề, cho nên là không biết là anh có cái nhận xét gì, cái sự đột phá hoặc cái sự đáng chú ý nào của điện ảnh Việt trong những năm gần đây mà anh cảm thấy là nó khả quan cho người làm nghề lẫn khán giả, và cụ thể là hướng đến thị trường phim Tết sắp tới ạ? Đầu tiên thì chúng ta thấy rõ ràng cái điện ảnh Việt Nam là một cái thị trường nha. Mình nói một cái thị trường nó đang
rất là phát triển, trong khi đó thế giới có những thị trường đã ổn định rồi. Thì Việt Nam chúng ta cái dân số cũng khá là đông và cái dân số cũng khá là trẻ. Hiện nay chúng ta có khoảng một cái phim mà doanh thu cao nhất là khoảng độ 5 triệu người tới đạp xem trên tổng cộng gần 100 triệu người. Thì rõ ràng mỗi năm đều có những cái bước phát triển cả mấy chục phần trăm của các rạp chiếu phim mở ra và khán giả tới rạp. Thì đó là một cái làm cho những cái đối tác của chúng ta cả trong nước, cả ở ngoài nước thấy thị trường này là một cái thị trường của tương lai. Chính cái điều đó mà nó làm cho chúng ta có những cái hy vọng đối với bản thân chúng ta cũng giống như những cái những người mà muốn hợp tác với Việt Nam. It's amazing history. Now start amazing history in Vietnam, Ho Chi Minh. Yeah, so that's really congratulations, and I expect film market in East Asia better. Yeah. Yeah. Also, Korea is famous about the film cinema is like industry. Yeah, Korea. Yeah. So, yeah. So how about the first time in visiting? What you think about maybe development? Maybe Korea and Vietnam can cooperation more and more, and film industry are getting better. To get a successful for a festival film, what do you think? Do you think what is the most important thing? Globalism. Yeah. 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 And do you think about the foreigner, the country can interesting about the Sure, sure. Yeah. But necessary. We must marketing and PR to many media, so many people can know this and have interesting and join together. The quality of the structure. How about the structure, the concepts? 그럼 뭐라고 대답을 해야 되나? So, what do you think about the quality of the structure? Judge? Yeah. Now, many famous people in Ho Chi Minh and Vietnam film industry already. So, many famous actor and great actor actress also. So, they cooperation together maybe. It's better and grow up. So from your company, there are any film shown in this festival in 2025? I'm not make movie, but I work in entertainment in Korea. And I joined this organization. I will support and help this film festival. So Korean actor, actress, and many director, I will contact and bring them to here. About a chain to we can coordinator, we can communicate about between two countries. What do you think about this chain? That's not easy. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah.